Ok mọi người, hôm nay thì em sẽ làm một quả pin mọi người. Đánh một quả pin. Đây, đây là pin 4S 18V 5.0A. Thì hôm nay em sẽ đóng bằng những quả pin ở những cái cell pin laptop hỏng ấy mọi người, cả sạc dự phòng hỏng ấy. Thì em gom vào này được hơn chục quả. Sẽ đóng một quả pin này để dùng, mọi người có thể dùng làm quạt tích điện cái thứ rất là ok luôn. Đấy, thì em đóng bằng cái mạch này mọi người ạ. Mạch pin 4S này. Đó. Mạch này là mạch của mạch khoan Makita đấy mọi người. Mạch tàu thôi nhưng mà dùng cũng rất là ok. Rất rẻ, có 40.000 thôi mọi người ạ. Thì phải nạp cho nó đầy hết pin lên nha mọi người nhé. Nạp đầy hết lên. Thì em sẽ tiến hành nạp. Những quả nào chưa đầy nó sẽ báo làm, và những quả nào đầy rồi sẽ không làm nữa nha mọi người nhé. Nó cũng lỏng nữa mọi người, xoay lại. Nếu ok mọi người, em vừa làm đầy xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành căn lại dòng điện nhé, căn chỉnh lại cho nó đều nhau nhé. Đấy, thì bảng mạch này là bảng ZB2L3V2 mọi người ạ. Bảng này dùng ok rồi. Đấy, thì bộ này nó sẽ dùng nguồn 5V nhé mọi người nhé. Nguồn 5V để cấp nguồn để cho nó hoạt động ấy. Đấy. Để mà căn được dòng điện thì chúng ta sẽ tiến hành lắp pin vào nhé. Của pin nạp đầy vừa xong ạ. Nhưng mà bộ này cái khay pin nó hơi chật mọi người ạ, nên là khó lắp thật ạ. Nó nhận pin và sẽ hiện là 4.13V này. Đấy. Thì chúng ta sẽ ấn vào nút cộng này một cái nhá. Đấy, nó hiện lên là P3.0. Đấy, ấn ok phát nó sẽ tiến hành căn chỉnh nhá. Đấy, ok, nó nhanh, nó sẽ vào việc luôn mọi người ạ. Nó sẽ căn. Đấy, và pin này là 1.8W mọi người ạ. Nên nó làm việc thì cái con trở này sẽ nóng lên mọi người nhá. Cực kỳ nóng luôn ạ. Ok, chúng ta sẽ tiến hành căn lại tất cả các pin đây nhá. Ok, sau khi lắp đầy và căn lại dòng điện thì chúng ta sẽ tiến hành ghép pin mọi người ạ. Sẽ ghép pin vào cái bộ này thì nó sẽ cho theo đây là cái bảng giữ pin. Đấy, hình nó sẽ như thế này thì đầu này sẽ là đầu dương nhá mọi người nhá. Đầu dương này. Đấy, đầu dương của pin cộng này. Đó, sẽ cắm này. Pin này là pin 5 cell và 10S mọi người nhá. Đấy. Chúng ta lưu ý là chọn những cái pin mà bằng nhau mà. Điện bằng nhau mà trở bằng nhau thì mới ghép được nhá. Không ghép bừa vào pin nó sẽ nóng và nhanh hỏng lắm mọi người. Sẽ ghép. Đây là cách này để tận dụng lại những quả pin mình có sẵn rồi mọi người ạ. Khi mà ghép vào chúng ta sẽ được như thế này nhé, khối pin như thế này nhé. Tiến hành sẽ dùng máy hàn xe pin này. Đấy, cái mạch hàn xe pin này thì em đã làm video giới thiệu rồi ạ. Các bác lưu ý, nếu mà các bác sử dụng cái mạch hàn này thì bắt buộc phải có một quả pin, cái độ xả của nó phải tầm 100C nhé. Đây là pin đấy mình ạ, pin lipo nhé.
sử dụng pin lipo này, dòng xạ về tầm 75C trở lên thì nó sẽ hàn rất là ok luôn mọi người ạ. Nếu mà thấp quá thì sẽ không hàn được đâu nhá. Nếu mà các bác phải lưu ý, nếu mà muốn mua cái bộ này ấy, bắt buộc phải có pin có dòng xạ cao này thì mới được nhá. Đấy, thì em sẽ kết nối và khởi động lên. Bộ này em đã làm cho một cái vỏ hộp mọi người ạ, rất là đẹp. Để hàn cái pin mỏng này thì chúng ta chỉ cần sử dụng lớp 1 thôi mọi người ạ. Đó, cái chế độ 1, cái mạch hàn này nó sẽ có 4 chế độ nha mọi người. Cứ mối như thế là rất là đẹp. Ok, sau khi hàn xong thì nó sẽ được một quả pin hoàn chỉnh như này mình ạ. Đấy, sẽ tiến hành đo nhé. Đo thử xem mình đã ổn định chưa. Pin chuẩn sẽ hoạt động ngay. Bên này sẽ là dương, bên sẽ là âm. Đấy. 20,97 nha mọi người. Ok đấy mọi người ạ, 20,97 rất ok. Đấy. Sau khi ghép xong bên sẽ tiến hành ghép cái này vào nha mọi người nhé. Ở đây nó cái mạch này sẽ có một cái đây cái để đo nhiệt độ mọi người nhé. Nếu mà nhiệt độ sẽ quá tải nó sẽ ngắt pin. Đấy thì chúng ta phải luồn nó vào trong pin này nhé. Đấy, ở đây nó sẽ có từ B1 đến B5 này mọi người, và hai đo âm và dương này. Đấy, thì em sẽ ghim cái sơ đồ vào màn hình, mọi người chụp lại màn hình để tự hàn theo sơ đồ nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ vặn ốc vào đây. We'll be right back.
Đây, ok mọi người, em vừa tiến hành lắp ráp xong một quả pin Makita này, 18V 5A 5AH nhé. Thì đây cũng là cách để đóng một quả pin tận dụng những quả pin cũ, hoặc là mọi người có thể sửa chữa từ những quả pin như thế này, mua sell pin về sửa chữa lại cũng được nha mọi người. Chi phí rất là thấp, thấp hơn nhiều so với mọi người mua một quả pin mới như thế này nhá. Mua quả pin mới này sẽ dao động khoảng 300-400 nghìn đấy mọi người ạ. Nhưng mà người đóng vào thì chi phí nó chỉ khoảng chưa đến 100 nghìn đâu. Nếu mà những quả pin mà chúng ta tận dụng được những cái quả pin laptop cũ hỏng mọi người ạ. Còn không thì chúng ta sẽ mua pin mới thì nó sẽ đảm bảo hơn là chúng ta mua này, vì pin chúng ta có thể lựa chọn được những quả pin chất lượng nhé. Còn mua trên này thì có khi là toàn mua phải pin hàng nhái, hàng fake thôi mình ạ. Thì nếu mà mọi người cảm thấy video của em hữu ích và hay thì để lại cho em một lượt đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Đấy, để ủng hộ em sẽ làm ra những video hay và nói chung là có ý nghĩa hơn cho mọi người. Đây em sẽ tiến hành sạc đầy của pin này mọi người ạ. Pin sạc cho nó thì khoảng tầm 15 V là ok mọi người ạ. Xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Đừng quên là cho em đăng ký kênh.